Hello, xin chào các đồng chí và các bạn thân mến của Lợi Minh. Tình hình mấy hôm nay thì vấn đề đặc khu kinh tế rất là nóng bỏng, bởi một số những người họ không có tìm hiểu, cho nên tạm thời thì tôi không nói về đặc khu kinh tế, mà tôi muốn nói về một cái sự việc rất là đau lòng. Đó là hai người bạn trẻ ở Việt Nam đi du lịch qua Mỹ. Họ đi du lịch qua thành phố Las Vegas, là một cái tiểu bang cờ bạc ăn chơi đó, các bạn biết. Họ đi qua họ du lịch, và họ đi hai người bạn này ngủ ở trong khách sạn, và họ đã bị đâm giết chết. Nguyên nhân và lý do hiện nay thì cảnh sát Mỹ họ đang điều tra. Đây là một sự việc rất là đau lòng. Cho nên các bạn là những người trong nước, các bạn có những cái nhu cầu mà đi được, đi qua Mỹ chơi á, du lịch, cần phải tìm hiểu về cái hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, một cái văn hóa nó rất là phức tạp. Không nên quá ý, không nên nghĩ rằng Mỹ là giống như một cái thiên đàng rồi qua đó rồi chắc là không sao hết, cứ đi, muốn đi đâu đi, muốn làm gì thì làm, không có cẩn thận đó. Nói chung là hai cái người bạn trẻ này họ quá vô tư đi. Họ đặt cái niềm tin ở nơi cái xứ Mỹ đó, nó quá cao. Nó không như những cái thành phần mà chống phá đất nước, chống cộng cực đoan ở bên Mỹ nó tuyên truyền đâu. Hai cái người bạn này các bạn biết họ y, họ ở khách sạn mà họ không có đóng cửa, họ giống nghĩ rằng Việt Nam họ qua họ để sơ hở vậy đó, thì họ bị cái anh chàng này vô đâm chết hai người. Nói chung là cái cô ba bạn này, cái người phụ nữ này cũng là một người thành đạt ở Việt Nam đấy, cho nên các bạn phải hết sức cẩn thận. Nước Mỹ đi ra là phải lúc nào cũng vậy, phải ngó trước ngó sau, phải ngó bên trái bên phải, rồi sau lưng trước mặt mình, chứ đừng có nghĩ rằng nước Mỹ giống như thiên đàng, đi ra qua Mỹ chơi du lịch gì đó là không sợ cướp giật hay là những cái vấn nạn xã hội, nó rất là phức tạp. Đây là một cái bài học cho một số các bạn đi qua Mỹ, thấy nó ở bên ngoài cái mặt, cái bộ mặt xã hội thì nhìn nó rất là đẹp, nhìn cái gì nó cũng hào nhoáng hết, nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Tôi cũng có biết một số người quen nhiều khi đi chợ. Các bạn biết thời buổi bây giờ mà nó loạn lắm, nó loạn khắp mọi nơi hết, chứ không phải riêng gì ở Việt Nam hay đây đó. Tại vì cái xã hội bây giờ con người ta nó nói chung là rất là loạn. Không phải là một cái đất nước phát triển là nó không có loạn, một cái đất nước mà nó càng phát triển mạnh như thế nào, như Mỹ vậy đó, các bạn thấy cái xã hội nó rất là loạn. Chính vì vậy mà tại sao mà phải nói là 20 năm về trước là tôi không có sống trong thành phố. Ở đó tôi sống trong thành phố đó, nó rất là phức tạp, cho nên sau này tôi dọn ra ngoài ô ở, nó vắng hơn nhưng mà nó an ninh hơn. Các bạn thấy mặc dù tôi bị mấy cái đám bao que xào lá nó rượt tôi, nhưng mà tôi cảm thấy an tâm hơn, tại vì ở mình ở ngoài ô đó, người thưa thì đất rộng, cái an ninh của nó cũng chắc chắn hơn. Còn ở trong thành phố thì nó rất là hỗn tạp. Đấy thì tôi chỉ live stream mà nhắc nhở một số các anh chị các bạn không nên ý về nước Mỹ. Các bạn biết ngay cả tôi cũng bị, lúc nào tôi cũng thủ súng ở trong người, chứ không phải là giỡn đâu. Đi ra là lúc nào cũng phải thủ hết. Nhà đó là tôi nói thiệt mà nói là ba cây, một cây AK, là một cây AR-15 và một cây 9mm. Và đạn lúc nào cũng nhóc hết. Chứ không phải giỡn. Cái xã hội Mỹ mà, các bạn biết về vấn đề mà security là coi như là hệ thống báo động và những hệ thống mà lắp ráp mà camera đó, tôi lắp ráp tứ mọi phía hết. Cổng là phải cao, cửa là phải tự động, bấm là nó phải mở như nào, an ninh là nó phải chặt chẽ, chứ không phải là giỡn đâu. Thì tôi muốn live stream này nói vấn đề vấn nạn xã hội của Mỹ, để cho một số các bạn thấy rằng cái nước Mỹ, một cái xã hội, nó cũng là một cái đất nước mà cơ hội.
cho một số những người người ta đi tìm cơ hội, nhưng mà đừng có ý, không nên ý. Một cái xứ mà nó rất là cạnh tranh của nó rất là khốc liệt, không không như giống như những cái thành phần mà tôi nói hơi đụng chạm mấy ông mà Việt kiều Mỹ đó, lên trên mạng rồi nổ. Bữa hôm tôi vô diễn đàn của Duy Nguyễn đó, cái em trẻ đó đó, thì nghe mấy anh Việt kiều lên nổ thấy mặt ớn. Ở Mỹ giàu lắm, ở Mỹ là mấy anh Việt kiều nào cũng giàu không à, giàu thấy mặt ớn luôn. Ông nào cũng giàu lên là nổ, có 5-10 cái nhà, có xe, có cộ, có đủ thứ. Tôi ngồi đây nghe mắc ớn luôn. Tiệm nail thì cả triệu đô mua cái ghế mà spa để mà làm nail 15.000 đô. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Mấy ông nổ, tôi ngồi đây ớn luôn. Mà tới nỗi khi tôi nói về đặc khu kinh tế ở Mỹ, ở New York á, mấy ông lên, mấy ông nói, mấy ông giận tôi mà run cầm cập luôn, nói là ở Mỹ là không có khu, đặc khu kinh tế. Tôi bó tay luôn. Mấy ông Việt kiều Mỹ đó, lên rồi giận, giận run luôn chứ. Lên cầm mai nói là giận run luôn, nói là tôi nổ, nói là xạo, Mỹ không có đặc khu kinh tế. New York làm gì mà đặt là đặc khu kinh tế, Cali cũng không phải đặc khu kinh tế, nói tôi nói xạo. Thế chừng tôi đưa cái link ra. Mỹ nó có rất nhiều đặc khu kinh tế. Mỹ là một cái hiệp chủng quốc mà nó là một cái thằng tiên phong nữa chứ không phải. Chính vì cái là những cái đặc khu kinh tế nó mời gọi cộng đồng quốc tế vào làm ăn, nó mời gọi cộng đồng quốc tế vào để đặng mà đổ của, đổ tiền vào. Cái đặc khu kinh tế của Mỹ, hàng Mỹ thì nó chơi không phải như Việt Nam mình. Các anh chị các bạn biết đặc khu kinh tế của Mỹ đó, nó làm á là nó bán đất à, nó không có cho thuê. Cho thuê phiền phức lắm, cho thuê rồi mình phải coi chừng, bán cho nó. Mỹ nó chơi vậy, ai muốn mua đất nước là nó bán à. Trung Quốc hay Việt Nam hay là ai có tiền, gia đình của ông Labin á, các bạn biết gia đình của ông Labin á, ông Bin Laden chứ, ông Bin Laden á là cũng làm chủ cái bất động sản của Mỹ cũng lớn lắm chứ phải giỡn đâu. Ngày xưa ông già của ông Labin là người mà xây hai cái tháp đôi đó, cho nên ổng rất là rành về cái kiến trúc sư, cái kiến trúc và cái cấu trình của cái tòa nhà tháp đôi. Chính vì vậy mà ông Bin Laden, ông Bin Laden á, các bạn biết ổng hiểu được cái cấu trúc đó, cho nên ổng mới dùng cái, ổng nói là chỉ có dùng cái những chiếc máy bay, cái xăng của nó rất là nóng, cái xăng của nó cực kỳ nóng, và chỉ sử dụng cái đâm vô là nó sẽ đốt cháy, nó làm cho sắt cháy mềm ra có thể sập. Ông quýnh một lần trước mà ông Bin Laden ông quýnh một lần trước nó không sập. Ông quýnh tại vì ông quýnh tầng dưới không sập, thì đó cái ông mới suy nghĩ lại cái cách đánh. Đây, ông đem cái kiến thức của ông già ông ra mà xây, ông già ông là người xây. Đấy, các bạn biết lần sau ông chơi mà cảm tử quân mà dùng máy bay phi cơ phản lực, mà hỏi các bạn đi, mấy ngàn, chục ngàn lít xăng trong đó, mà xăng máy bay nó nóng lắm. Nó ông phóng vô trong đó, ông phóng vô trong đó thì nóng quá, chịu không nổi thôi, nó phải chảy thôi. Cho nên nước Mỹ nó có cái mặt, nó lúc nào nó cũng có cái mặt trái của nó, chứ không phải giống như những thành phần mà chống cộng cực đoan, những thành phần tôi gọi là bao que xỏ lá, nó chuyên truyền như vậy. Và những cái gì vậy nó bán đứt. Cho nên chị các bạn thấy khi mà người, cái ông mà Phạm Đình Nguyên cũng vậy, ông qua ông mua đất Mỹ, bỏ tiền đó đâu mua thôi, bỏ ra chưa tới được 1 triệu nó mua cả thị trấn nước Mỹ. Cho nên không có cái gì mà nó gọi là phải hoang mang hết. Cho nên đồng bào và những người trong nước chúng ta phải hết sức thận trọng, không nên bị những cái thế lực chống phá đất nước nó nhồi sọ, và nó mị dân, và nó làm nó kích động cái lòng yêu nước của mình, và mình đi xuống đường mình biểu tình tập 7 tập 3, cái đó nó mất đi cái hay, cái sự bình yên của đất nước chúng ta đã có được ngày hôm nay. Chúng ta phải cố gắng gìn giữ nó để phát huy để xây dựng cái đất nước ngày một tốt hơn, hùng mạnh hơn, có được một cái nền kinh tế vững vàng ha. Nó không có cái gì mà phải biểu tình bán đất bán biển gì cả.
Tôi thấy đó là một cái sự tuyên truyền của những cái thành phần mà chống phá đất nước đó, rất là ấu chỉ. Mà mong rằng những người Việt là những đồng bào trong nước hãy cùng chung với đảng và nhà nước xây dựng một đất nước Việt Nam ngày một tốt đẹp hơn. Không nên nhẹ dạ cả tin những cái thành phần chống phá đất nước, tụi nó tìm đủ mọi cách để xuyên tạc. Không có một cái văn hóa ngu xuẩn nào mà đi tuột quần tuột áo mà đòi phản đối vấn đề mà 99 năm thuê này nọ. Không có ai với bài những cái trò mà ngu xuẩn như vậy. Chỉ có mấy cái đám mà bao que sổ lá chống cộng cực đoan ở hải ngoại, tụi nó mới suy nghĩ ra mấy cái trò hề ngu xuẩn như vậy thôi. Mà chúng ta là những người Việt Nam yêu nước, đừng có để mắc mưu bọn họ. Mình phải thức tỉnh, phải khôn khéo. Nó lừa bịp mà nó mị dân, cái gì cũng vậy. Ngày hôm nay đất nước mình đã đổi mới và phát triển, mình phải có những cái đặc khu kinh tế để đặng mà xây dựng đất nước nó tốt hơn. Muốn làm ăn thì phải phát triển kinh tế. Đặc khu kinh tế cho thuê thì nó đâu có cái gì mà sai đâu. Cái lợi nhuận nó mang về cho đất nước rất là lớn. Cho nên tôi chia sẻ với ông bà anh chị em để chúng ta thấy rõ rằng những cái bộ mặt tuyên truyền giả tạo của những cái thành phần ngụy Sài Gòn, tụi nó vẫn còn mang trong lòng những cái hận thù, tìm cách để chống phá đất nước. Và như tôi đã nói, nước Mỹ nó cũng không phải là thiên đàng, hồn ai nấy dữ. Thì nói chung là cũng đau lòng khi nghe hai cái người bạn đi du lịch qua Mỹ mà bị giết như vậy. Tại vì họ quá ỷ y, khi mà nghĩ rằng luật pháp nước Mỹ và vấn đề an ninh nước Mỹ nó rất là tốt, nó rất là chắc chắn. Cho nên họ đã sơ ý để những cái kẻ hở mà làm cho những cái thành phần mà trộm cướp giết người rồi đó, nó lợi dụng những cái kẻ hở đó, nó vào nó đâm, các bạn thấy nó đâm giết hai cái người bạn trẻ này rất là tội nghiệp. Thì đây là một cái vấn đề mất mát rất là đau thương. Cho nên sẵn dịp đây thì tôi chia sẻ để một số các bạn, những người mà Việt Nam ở trong nước có những cái nhu cầu mà đi ra qua Mỹ hay ra nước ngoài, chúng ta hết sức cẩn thận, không nên quá tự tin vào cái xã hội của Mỹ. Nó nguy hiểm lắm á, không phải giỡn đâu. Các bạn biết mà, dân Mỹ những cái vùng mà họ sống, các bạn biết đi tới những cái khu mà đô thị mà dân mà họ lắm của nhiều tiền, họ sống vô những cái khu đó vậy, nó vấn đề an ninh của họ là trên hết. Các bạn biết tới cửa thôi là nó đã báo động rồi. Những cái người mà lạ mặt đó, mỗi người vào những cái khu đó nó có những cái gọi là security code, những cái mã số để đi vào những khu vực. Cho nên vấn đề an ninh của Mỹ thì tôi cũng chia sẻ như vậy. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha, để chúng ta hiểu rõ hơn, không có bị những cái thành phần mà bao que xỏ lá mất dạy nó tuyên truyền và nó chống phá đất nước. Hello Nhật Phong, phải không Nhật Phong? Làm về rồi hả Nhật Phong? Cho nên an toàn lúc nào cũng là trên hết, các anh chị em các bạn nhé. Thì tôi chia sẻ cái câu chuyện mà hai người bạn bị chết hoang mạng ở Las Vegas. Tôi thấy nó lên tin tức Mỹ, và những cái chuyện mà đặc khu kinh tế đồ thì chúng ta là những người Việt Nam, chúng ta hiểu biết, chúng ta là những người yêu nước chân chính, chúng ta cần phải chia sẻ mạnh lên để cho những người mà họ không có cơ hội đó, họ hiểu về vấn đề đặc khu kinh tế như thế nào. Chuyện đặc khu kinh tế nó chỉ là một cái dấu hiệu trong cái sự phát triển của đất nước.
tôi chỉ rất tức cười cái là khi mấy cái thằng mà bao que xỏ lá chống cộng ở bên Mỹ nó lên nó chửi tôi ở diễn đàn của Duy Nguyễn tôi ngồi dưới mà tôi cười ngất khi tôi đưa là cái link mà nước Mỹ có cái những cái đặc khu kinh tế rất là nhiều mà tôi đưa ra thì nó không chịu bỏ microphone xuống để cho tôi lên để tranh luận với nó mắc cười đó chứ, ngay cả nó không hiểu về vấn đề New York là một cái đặc khu kinh tế như thế nào. Anh chị em các bạn thấy tụi nó chống, nó đi chống cộng, nó đòi dân chủ mà nó ngu bỏ mẹ luôn, nó ngu dạ mày. Tôi đưa ra nguyên một cái list của Mỹ chứ, những cái đặc khu kinh tế. New York nó là một cái đặc khu kinh tế rất là đặc biệt, nó gọi là empowerment zone, còn hoặc là nó còn gọi là empire zone. Các bạn biết nó nằm trong một cái khu kinh tế đặc khu kinh tế đặc biệt mà, cho nên mấy cái tụi mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ á, tụi nó bị khùng khùng cái gì á. Gần đây nó lại tuột quần tuột áo, nó kêu gọi bà con xuống đường biểu tình, bà con đừng có mắc mưu tụi nó. Tôi là Lợi Minh, tôi đang sống ở hải ngoại thì tôi thấy những cái gì nó hay và tôi sẽ chia sẻ để chúng ta cùng nhau học hỏi. Bà con trong nước hết sức là cảnh giác trước cái thế lực thù địch. Nói chung đất nước mình chẳng có dân quan nào cả, chỉ có dân tham thì có thôi. Tôi về Việt Nam tôi nhìn thấy nếu đất nước mình không đổi mới phát triển thì làm sao có những mấy cái chuyện mà đi dân quan dân quyết gì. Bữa hôm kia tôi nghe một cái thằng mà nó lên nó nói chuyện với cái em gì mà lu gì đó, lu ly gì đó, mà nó nói nó là dân quan, đứng ngồi tôi cười đau cái bụng. Nó dân tham thì đúng hơn, tới nỗi mà cái bờ ruộng của nó cũng bắt nó đòi là phải có con đường đi vô, mà khi mà người ta làm con đường để cho cái cả cái thôn để cùng nhau mà đi á, thì nó lại nó nói là đất của nó, rồi nó lại kêu là dân quan. Mà khi người dân mà xây dựng những cái ngôi nhà cao nhiều tầng lên á, họ xin phép xây lên á, thì nó lại đi tố là nó nói là chính phủ bảo kê. Cái thằng dân quan này nó tên là Ngô Tiến thì vậy, nó lên là Ngô Tiến, tôi thấy nó mắc cười rồi thôi. Các bạn thấy không, nó không có dân quan nào cả, chỉ có dân tham thôi. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, và nó bị giật dây bởi những cái thành phần mà bao que xỏ lá, những thành phần mà chống cộng ở hải ngoại, nó bị giật dây rồi nó cho tiền. Để tôi đừng, nó còn phe những cái mà kênh YouTube của nó nữa. Đã ngu mà còn lại lì, nó phe những cái kênh YouTube của nó. Nó ngu thì thôi. Bởi vì chúng ta cần phải hết sức đề cao cảnh giác khi những cái thành phần mà nó len lỏi vào, nó tìm những cái người mà nhẹ dạ cả tin, những người mà họ không có cập nhật được thông tin một cách rõ ràng, họ quay ra và họ xuyên tạc và họ chống phá đất nước. Chúng ta hết sức bình tĩnh. Dù tôi hy vọng rằng cái sự việc biểu tình, dù nó có xảy ra hay không, thì tôi mong là mọi sự nó sẽ ổn. Bởi vì giờ, trước cái tình hình mà lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam mình hiện nay tôi thấy rất là khôn khéo. Các bạn thấy trong cái sự việc mà Giàng Sinh và Giàng Khoan 981 cũng vậy, cái vấn đề mà biểu tình của mình, nhà nước Việt Nam mình phải nói là sử dụng những cái chính sách rất là mềm dẻo để làm sao hài hòa với người dân. Cho nên chúng ta cần phải sử dụng những cái thông tin mạng xã hội để nói lên thật nhiều để cho những người khác họ hiểu được vấn đề mà đặc khu kinh tế. Nó không có cái gì mà làm tổn hại đến quyền lợi quốc gia cả. Đất nước mình lúc nào cũng là của mình thôi. Mình cho thuê thì cái lợi của mình là mình mang được những cái công ăn việc làm và mình thu về được những cái nguồn lợi cho quốc gia. Như tôi đã nói, dưới chính sách của tụi Mỹ nó bán không à, chứ nó không có cho thuê đâu. Ít khi nào mà cho thuê, nó hiếm. Nó làm gì cũng vậy. Bây giờ chính quyền Việt Nam hay là người dân Việt Nam trong nước, các bạn có tiền là các bạn cứ giờ bỏ ra 500.000 là các bạn mua được nước Mỹ rồi, không có cần phải qua Mỹ. Tôi thuê một cái chỗ đó, một cái khu vực đó để làm ăn mua bán, không cần. Nó bán Đức
coi như là nó bán đứt chọn gói vậy đó, mua đứt bán đoạn, làm gì làm cứ là đúng theo những cái luật định của pháp luật nó thôi, và cứ đóng thuế cho nó và tạo công ăn việc làm cho người dân của nó. Chính phủ nó ngồi nó nhịp chân nó hưởng thôi. Bởi tại sao các bạn thấy thằng Mỹ nó có cái chính quyền của nó đó, nó có nhiều tiền lắm của, bởi vì nó thu được cái đồng thuế và cái lợi nhuận của những cái người dân tộc khắp trên thế giới, họ vào trong quốc gia của nó, họ đầu tư vào. Còn Việt Nam mình hiện nay mà là một đất nước mới mở thôi, mình chưa có cái chương trình gọi là bán. Như tôi đã nói, ngay cả những thành phần mà Việt Kiều mình còn chưa có những cái ưu đãi mạnh, mới đây thôi chỉ cho Việt Kiều mua nhà, gọi là một cái nhà để ở thôi, chứ không được gọi là kinh doanh nữa, gọi là kinh doanh bất động sản nữa, cũng không được phép nữa. Các bạn thấy thì cái chính sách của Việt Nam mình nói chung thì không có cái gì mà gọi là bán đất bán biển hay bán quê hương bán tổ quốc cả. Chỉ có những thành phần mà họ kém cái sự hiểu biết, họ không hiểu về đặc khu kinh tế và họ không hiểu được cái tầm vĩ mô về phát triển của cái nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Họ không hiểu, họ chỉ nhìn bằng những cái sự ấu trĩ và họ cho rằng nhà nước Việt Nam mình cho thuê là sẽ mất đất nước. Nó không bao giờ có chuyện đó anh chị các bạn. Cả thế giới Liên Hiệp Quốc này họ lúc nào cũng biết Việt Nam của mình là một quốc gia có hình chữ S, rõ ràng là như vậy. Nó thật sự là như vậy. Và nó không có sức mẻ chỗ nào cả. Biển đảo của mình hiện nay thì mình cũng giữ và mình cũng bảo vệ. Còn cái gì mà nó đã mất là nó mất ở dưới cái thời của chế độ Ngụy Sài Gòn thôi, chứ nó đâu phải là mất ở cái thời hiện nay. Các bạn thấy những cái biển đảo mà lớn của mình là ở cái thời Ngụy Sài Gòn họ đã làm mất, cho nên từ chỗ đó mà Trung Quốc họ dựa vào đó, họ đã cái thế mạnh của họ, họ dựa vào cái sức mạnh của họ và họ ép Việt Nam mình. Mà gần đây với chính sách ngoại giao của Đảng và nhà nước ta, tôi thấy rằng rất là hay, đã kiềm chế được Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, đã kéo được cái cộng đồng quốc tế họ xoay trục và họ nhìn về Biển Đông, và nhất là Mỹ trong đó. Cái quyền lợi của Mỹ rất là lớn ở Biển Đông và Mỹ không thể nào mà bỏ để Trung Quốc nuốt chọn cái Biển Đông được. Cho nên chúng ta là những người dân, mình cần phải có những cái suy nghĩ sáng suốt, không nên nhẹ dạ cả tin nghe theo những cái thành phần mà chống phá đất nước. Tụi nó tìm đủ mọi cách để nó xuyên tạc. Cái gì cũng vậy, mình phải dùng cái đầu, cái óc và cái sự thông minh hiểu biết của mình để mình tìm hiểu, chứ đừng có nghe ai kích động rồi bắt đầu cái quay qua rồi chống phá, thì nó không hay. Nó không mang đến một cái tính cách xây dựng đất nước quê hương gì. Nó không có mang, không giúp ích được gì. Nó chỉ làm thành những cái trò hề, những cái con rối. Tôi thấy nó trở thành những cái con rối, giống như các bạn thấy những cái đám mà bao que số lá hiện nay nó tuột quần tuột áo, nó đi kêu gọi biểu tình, các bạn thấy không? Rất là buồn cười, ấu chỉ. Nó tiếu tiếu. Thôi thì xin trả microphone lại cho các bạn nha. Hẹn gặp các bạn sau. Tại vì đang lái xe tự nhiên mình có cái hứng thú và đang cái coi được cái tin tức, thấy cái sự việc mà hai người bạn trẻ đi qua Mỹ du lịch bị giết á. Chẳng đó thì tôi lên đây để chia sẻ để các bạn thấy tình hình an ninh ở Mỹ nó không phải giống như một số người mà họ nghĩ đâu. Và bên cạnh đó cũng sẵn dịp chia sẻ về vấn đề đặc khu kinh tế, cái giá trị của nó như thế nào. Có dịp thì tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn để chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Hello, xin chào anh chị em các bạn nha. Chào, hẹn gặp sau. Bye bye.